Hello anh em thấy chưa, đây là con Ninja 400 nè, mình chuẩn bị gửi ra Bắc. Đó, trước khi gửi là mình quay cho anh em xem là nó rất là keng và rất là đẹp luôn. Đó, quay cho anh em xem. Thi, em lấy cái gì á, em quấn cái bô lại. Quấn sơ sơ lại được rồi, chút nữa ra mấy anh Tàu với anh quấn nữa mà. Giống như cái này nè, chỉ cần lấy một cái khăn thôi, rồi quấn lại, lấy keo quấn lại. Chút nữa ra mấy anh Tàu lửa, mấy anh quấn lần nữa, mấy anh bỏ thùng lần nữa. Mình chỉ quấn lại cho chắc thôi. Đó thì quấn lại gì nè, là chút nữa ra mấy anh ra Tàu á anh em, là người ta sẽ phải gọi sao, người ta sẽ quấn lại cho anh em một lần nữa. Đó. Cái gì vậy bơm? Đó, nè anh em, đẹp nha. Thấy chưa? Cận cảnh từng chi tiết luôn nè. Tại vì anh em ở xa, nhiều khi anh em cũng chưa có tin tưởng mình lắm, nên em hiểu không? Mình phải là quay cho anh em coi, chống đổ nè. Bô nè. Thấy chưa? Quay kỹ cho anh em xem bô nè. Lốc máy nè, không có chày xước gì luôn. Đó anh em thấy chưa? Bình xăng nè. Thấy chưa? Không có chày xước, nhiều khi anh em ở xa cũng thông cảm nè. Xe keng xà beng nè, coi hai chìa khóa nè. Thấy chưa? Chìa khóa này chưa dùng nè, là anh em hiểu hiểu rồi. Hỏi con nói nè, ổ khóa nè. Bật lên nè. Bình nè. Đề lên cái nè. Đó anh em thấy chưa? Đề nhẹ là lên đó. Trước khi giao xe là phải test hết cho anh em vậy đó. Cho anh em coi clip ở xa thì anh em có thể tin tưởng hơn. Đó. Chỗ này nè, kính chiếu hậu nè, do rắc dây hắt vô thì nó dính bụi xíu thôi nè. Đó, bẻ vậy nè, thì dính bụi xíu thôi, mấy cái chỗ này là không đáng kể. Nó dính bụi thôi, chút lao. Đó, thấy chưa anh em? Đó, đuôi nè. Đó. Vỏ nè, mới keng nè. Đó. Hết cho anh em coi đó. Rồi tặng cây bô nữa. Tặng cây bô như lời hứa nữa, tặng cây bô về độ không có tốn tiền. Cái nào thì tặng thì tặng. Đó, đây là cây bô độ nè. Không có tốn tiền lên đồ chơi luôn. Có cây bô slip on sẵn luôn, rồi xong. Em. Có cây bô có cổ luôn, sẵn về gắn vô cái là chơi thôi. Gắn vô đây cái là chơi xong, khỏi tốn tiền gì nữa hết. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành đi giao nè, cho coi bình xăng nữa, cho anh chủ xe coi rồi chắc chứ. Đó nè, không một vết xước nè. Thấy chưa anh em? Quay kỹ, anh chủ xe anh hỏi mình nhiều quá, anh kiểu như anh không tin mình sao ấy. Anh hỏi mình xe anh có sao không này nọ, anh hỏi rất là nhiều. Mình kêu ok, xe không đẹp thì trả lại. Đó. Cận cảnh từng cái luôn, chống đổ nè. Bô nè, cổ bô nè. Rồi ok chưa? Rồi để đẩy ra sáng cho anh em xem vòng nữa. Đẩy xuống đi ơi. Đẩy xuống dưới rồi đi luôn nè. H2 đỏ dáng với lại Ninja 4. Quá tuyệt đúng không anh em? Đó, ra ngoài quay cho anh em xem. Thấy chưa anh em? Đó. Đi đâu đây? Đó, ra ngoài quay cho nó sáng. Rồi vậy là xong nha. Anh chủ xe tại vì thông cảm anh em ở ngoài xa, ở ngoài miền Bắc luôn. Anh em ở miền Bắc mua xe của mình rất là nhiều. Nhưng mà anh em thông cảm, anh em nào mà kiểu như vui vẻ với mình á, thì mình sẽ cố gắng gửi, tại gửi này nó hơi bị tốn phí, lại tốn công. Còn mấy anh em mà tới chơi với mình á thì mấy anh em lụm hết xe rồi. Cho nên bây giờ mình chừa mấy con đẹp đẹp này. Hiện tại con này là keng lắm luôn á, màu đỏ cực đẹp. Tặng bô độ nó chứ, đây còn con Z9 nè. Anh em nào lụm luôn. 215 triệu thôi. Còn lấy đồ chơi là sẽ thêm tiền nha anh em. Làm mấy cái đồ chơi cho anh em hết, có bô độ luôn, có cái bô này luôn. Đây. Bô này nè, đó. Ốp, lốc máy rồi đầy đủ luôn. Thấy chưa? Bảo vệ lốc máy rồi đầy đủ không? Đó, bảo vệ ốp carbon là rất là nhiều luôn. Đó, anh em nào là lụm là 215 triệu. Góc Sài Gòn luôn. Odo mới 9.000 thôi. Quá keng luôn.
Nó đẹp chưa? Với chính là bao đi thành phố vui lắm, đi thành phố nhẹ nhàng thoải mái. Chưa rửa luôn á anh em. Đó. Rồi. Vậy nha, bây giờ mình đi nha. Bye bye anh em. Giờ đi gửi xe. Gửi xe này á là nói cho anh em nghe là gửi tàu lửa thì nó sẽ mắc hơn chút xíu. Nhưng mà người ta sẽ đóng một, người ta sẽ bao một lớp vải vậy nè, ta bao lên một lớp vải. Bao lên một lớp vải, bao lên một lớp vải. Xong rồi người ta sẽ đóng một cái thùng gỗ. Đóng một cái thùng gỗ cao lên gì nè, anh em tưởng tượng nha, một cái thùng gỗ cao lên hơn chiếc xe. Rồi người ta dựng chiếc xe thẳng đứng lên. Rồi người ta bỏ thùng gỗ lên tàu lửa rồi di chuyển ra ngoài thì cái tỷ lệ chạy xe nó sẽ ít hơn cho anh em. Là anh em bỏ xe trên xe khách hoặc là xe gì đó nó cao hơn. Nó bị chạy cao hơn nha anh em. Đó. Còn đóng thùng gỗ nó sẽ mắc hơn chút xíu, tại nó mắc là mắc cái công đóng thùng lại di chuyển lên tàu á, rất là cực. Đó. Đẹp không? Má quay góc này cực đẹp. Ồ, mở VIP. Rồi, bye bye anh em nhiều nha. Cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker. Hẹn gặp lại. Yes. Sẽ cố gắng về nhiều chiếc xe đẹp cho anh em. Như con này màu đỏ là đặc biệt. Thấy lạ luôn á. Ninja 400 mà có màu đỏ. Nhìn Gabo nè, đã không? Tuyệt vời. Từng con ốc nè, mới từng con ốc luôn nè. Nhớt là còn nha anh em. À, anh chủ xe coi nha, nhớt còn không cần thay đâu á. Rồi ok, bye bye. Với chín ngầu.